Chào các bạn đã quay trở lại với kênh UpDesign của mình. Đây là series hướng dẫn chỉnh sửa ảnh với phần mềm Photoshop CC 2017. Ở trong cái series hướng dẫn về Photoshop thì nó sẽ khác với series hướng dẫn về Illustrator trước đây mà mình xây dựng. Là đối với Illustrator thì mình chia thành hai cái phần, một là phần lý thuyết và hai là phần thực hành riêng biệt ở hai cái danh sách phát riêng biệt. Thì ở phần Photoshop này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cả lý thuyết cả thực hành trong cùng một cái danh sách phát thôi, nghĩa là chúng ta cứ học lý thuyết và sau đó chúng ta cũng học thực hành luôn, nguyên tắc học như thế và chúng ta bắt đầu vào ngay. Thì sau khi chúng ta cài đặt xong thì nó bật phần mềm lên thì nó hiện ra các giao diện như thế này. Thì chúng ta lưu ý là phần open là để mở những file cũ, mở những file ảnh, thì cái này thì tôi sẽ không hướng dẫn vì nó rất là đơn giản với anh em đồ họa rồi. Kể cả những người mà cũng chưa có kiến thức đồ họa thì việc mở thao tác với các file như với Winworks thì nó không có gì khó cả, cho nên tôi không có lưu tâm thêm gì các bạn ở phần mở. Tôi sẽ giới thiệu qua phần new là mở cái file mới nhé các bạn nhé. Khi kích ra bản new thì cũng giống như Illustrator thôi, nó hiện lên tất cả những cái giao diện bên này. Thì resend là những cái file các bạn đã từng mở, saver là những file mà các bạn đã từng ghi lại, photo là ảnh, print là những cái chế độ in ấn, ví dụ ở đây letter này, legend các khổ A4, A6, A5 này, A3 rồi khổ B nhé các bạn nhé. Rồi thiết kế ảnh cho cái nghệ thuật và illustration, rồi thiết kế cho web, mobi. Thì tại sao có những cái này thì ở trong Illustrator tôi cũng đã giới thiệu rồi. Những cái này nó là những cái tiện ích mà nó có sẵn luôn. Ví dụ đối với cả iPad Pro thì các độ chiều cao của nó là 2048 và độ chiều rộng và chiều cao, chiều rộng của nó 2732 chẳng hạn đấy, thì các bạn đỡ phải điền thông số, thì các bạn chọn các chế độ thì Photoshop nó đã sẵn cho mình rồi. Phim video cũng thế, thì nó có các định dạng 720 là kích thước 1280x720 hoặc là HDVD 1080 là chế độ 4K đấy, thì là 1440 chân, cái này là 2K thôi, 1440x1080. Còn 4K đây, đây 4K đây, đấy 1496x2160. Và các chế độ này thì bạn hoàn toàn có thể setup ở phía bên này được các bạn nhé. Nhưng mà bởi vì họ tạo cho mình những cái sẵn này thì các bạn đỡ phải setup thôi. Còn nếu không thì các bạn setup bên này. Thì tôi giới thiệu qua, đầu tiên ở trên này là chiều rộng các bạn nhé. Chiều rộng, chiều cao, các bạn đánh thông số vào. Đây là những cái chế độ hiển thị của nó, chế độ kích thước, ví dụ pixel thì theo pixel, inch, centimet, milimet, pole và điểm ảnh. Thì các bạn lưu ý là đối với cả thiết kế cho Photoshop mà cho việc trình diễn trên màn hình, ví dụ cho máy tính, cho web chẳng hạn ấy, cho video thì ta thường để pixel, còn đối với cả những cái mà để in ấn thì ta thường đổi centimet và milimet các bạn nhé. Đấy rồi, resolution là độ phân giải của màn hình các bạn nhé. Thì các bạn đánh cái độ phân giải càng cao thì cái độ càng cao như cái file nó càng nặng hơn. Và ngoài ra cái resolution này các bạn có thể lấy pixel trên inch, ví dụ 72 pixel trên một inch, cứ mỗi một cái inch nó sẽ giữa 72 pixel, hoặc là đối với cả centimet thì cứ 1 cm chứa 72 pixel. Ngoài ra bạn có thể đánh vào 360 chẳng hạn, tuy nhiên bình thường thì các bạn để 72. Cái này thì các bạn sẽ tìm hiểu sau các bạn nhé. Nó tùy thuộc vào các định dạng đấy, kể cả trong video cái chế độ resolution nó cũng khác nhau đấy. Resolution là độ phân giải, thường là độ phân giải màn hình. Thứ hai là color mode là RGB, thì nó có các chế độ dình dạng là bitmap này, grayscale. Grayscale này là chế độ đen trắng, RGB và CMYK. Chúng ta chú ý hai cái này. Thiết kế RGB là thiết kế để chế độ trình diễn, ví dụ bạn thiết kế những cái banner cho web, những cái banner hoặc các hình động cho máy tính, hoặc là những cái thước phim, cái hình ảnh để phục vụ cho quay phim, cho Premiere Pro, nghĩa là chỉnh sửa phim chẳng hạn, hoặc là làm kỹ xảo, thì các bạn để RGB, nó là chế độ RGB. Còn nếu bạn để in ấn thì bạn để chế độ CMYK các bạn nhé. Hai chế độ này là khá tương đồng và khác nhau. Ba cái chỗ ở đây là red, green, blue trộn với nhau thì ra màu trắng nhé. Ngoài nhưng mà CMYK thì nó lại trộn với nhau thì ra màu đen các bạn nhé. Trộn K thì là key color, key color là màu đen. Còn CMY, ba cái màu CMY này, cyan, Megato, Yellow này, các bạn mà trộn với nhau thì nó lại ra màu đen các bạn nhé. RGB trộn nhau màu trắng, cho nên khi các bạn thiết kế cho cái
cái trình diễn trên với máy tính, thì các bạn để CRB in ấn thì bạn để CMYK. Lab Polo thì bạn không cần quan tâm nó, chế độ phòng lab. Ngoài ra các bạn liên tâm được background content là bạn để white thì nó ra màu trắng, black thì ra màu đen, nghĩa là cái hình background ấy ở dưới, cái hình background. Còn background color cũng không quan tâm, khi vào tôi sẽ chỉ cho bạn background color bạn để màu gì nó sẽ chọn cái màu đấy, màu nền. Ngoài ra cái màu nền này hoàn toàn có thể sửa được trong cái lúc các bạn đã chọn rồi, nhưng vào trong đấy bạn vẫn chỉnh sửa được nhé. Transparent là các bạn để cái nền đấy là nền trong suốt nha các bạn nhé. Như các hình vẽ của bạn thì tồn tại, những cái nền là trong suốt, cái này cũng thỉnh thoảng dùng. Ngoài ra có custom là để chế độ lọc chọn lựa. Thế thôi, advanced này thì nó liên quan đến những cái ở phía trên thôi, cho nên là tôi sẽ không chỉnh sửa mà chúng ta sẽ vào thử luôn một file nhé. Ví dụ ở đây 192.0.80 chế độ RGB màu trắng, tôi create một. Thế các bạn thấy mở ra thì nó như này nhé. Đây là khuôn hình mà lúc ấy tôi chọn dành cho chế độ phim 2K các bạn nhé. Nó tự thiết lập các đường gióng như này. Nhưng mà bạn mở ra rồi nó sẽ tự thiết lập luôn. Tôi close lại các bạn sẽ nhìn thấy này. À, ví dụ bây giờ tôi lại new lại và tôi chế độ resolution thôi và tôi để như này thì các bạn sẽ nhìn thấy này, tôi create này. À, các bạn nhìn thấy nó mất các đường gióng không? Đấy, thì lúc đấy ở trên thì các bạn nhìn thấy là đối với những cái mà chế độ mà ta nó, Photoshop nó tùy chọn cho ta, ví dụ phim ảnh này, rồi chế độ in ấn này, rồi là chế độ cho các điện thoại này, thì là nó đã tối ưu cho chúng ta rồi. Ngoài ra có thể tùy chỉnh các bạn nhé. Thì đến khi vào trong này rồi thì tôi lại nói lại, lúc ấy chúng ta nói màu background là gì? Fog background chính là cái này, đây chính là màu trắng các bạn nhé. Đấy, ví dụ tôi đặt cái màu này thành màu gì chẳng hạn ấy, thì sau này nếu tôi để màu fog background, ví dụ black, đặt cái màu nền black màu đen, white màu trắng, fog background thì tôi để màu gì ở dưới cái background này thì nó sẽ hiện lên cái màu như thế và nó ăn theo cái đợt lần sau các bạn nhé. Thế thì cái giao diện hiển thị nó là như thế này. Đấy, để đóng một file thì các bạn vào file và close lại. Rồi, mở một file thì các bạn open và chọn file để mở, chọn đường dẫn để mở. Đấy, ví dụ thế. Cái này tôi sẽ không dẫn thêm. Những cái file reason là những file mở gần đây thì nó sẽ hiện đây, bạn chỉ cần kích đúp vào nó mở. Tôi sẽ lấy một cái file này để làm cái ví dụ minh họa, giới thiệu qua với các bạn về sử dụng, giới thiệu qua về cái giao diện của Illustrator các bạn, của Photoshop các bạn nhé. Đầu tiên ở bên cạnh này nó là thanh công cụ, gọi là thanh toolbar. Nó bao gồm tất cả các công cụ mà để chúng ta chỉnh sửa Photoshop. Ví dụ ở đây là công cụ vẽ pen tool chẳng hạn ấy. Đấy, tôi có thể tô màu để tôi vẽ ra cho thấy, hoặc là tôi tô màu and delete. Đấy, control delete để tô màu background. Đấy là những cái công cụ mà chúng ta dùng để thao tác nhé các bạn nhé. Rồi, tôi control z lại. Đấy nhá, đấy là cái thanh công cụ. Thì cái công cụ này là dùng để xử lý các chức năng về xử lý ảnh của Photoshop. Trên này nó là thanh thuộc tính các bạn nhé. Mỗi công cụ này nó sẽ đi kèm với các thuộc tính riêng biệt. Đấy, và khi ta kích vào các công cụ khác nhau thì kênh thuộc tính nó cũng thay đổi các bạn nhé. Đấy, các bạn chú ý không? Đấy, nó sẽ thay đổi nhé. Tùy theo từng công cụ thì thanh thuộc tính nó thay đổi. Cái thanh thuộc tính đấy nó sẽ làm cho công cụ biến đổi và phù hợp với cả những điều mà chúng ta mong muốn các bạn nhé. Rồi, ở trên này là thanh toolbar. Thanh toolbar lưu tất cả những cái chức năng của Photoshop. Chúng ta sẽ tìm hiểu kênh toolbar này sau. Tất cả các chức năng của Photoshop đều có thể nằm trên thanh toolbar này hết. Ví dụ như bộ lọc này, filter, select công cụ về liên quan đến chọn, tiếp đánh chữ, layer liên quan đến lớp, imagim là chế độ để chỉnh sửa ảnh, edit là những cái lệnh chung, ví dụ như copy rồi là dán copy hoặc chèn đè gì đấy. File là những việc ví dụ như lưu file, xuất file. Rồi, đến bên cạnh bên phía tay phải này nó là các cửa sổ công cụ các bạn nhé. Các cửa sổ chức năng. Các cửa sổ chức năng này thì nó ví dụ để chỉnh màu chẳng hạn, thăm màu chẳng hạn. Ví dụ tôi vẽ một cái hình này ra và tôi thăm màu cho nó chẳng hạn đấy các bạn nhé. Đấy, chức năng thăm màu. Thế thì các công cụ này cần tồn đề lại. Thì các bảng trên này, ví dụ bảng vẽ màu này, squat này. Đấy, ta chọn màu ta vẽ. Đấy, các bạn nhé, Ctrl Z. Rồi, thì các bảng này thì tùy theo các chức năng thì nó lấy ra. Thì ở đây nó chỉ có một số các bảng mà chúng ta hay dùng như Color, Squat này, Layer, Channel và Path. Để lấy các bảng này ra, nếu thiếu các bảng nào thì bạn vào Windows các bạn nhé. Đấy, ví dụ như các bảng 3D, rồi là bảng Character, bảng Panel, Property chẳng hạn đấy, thì là các bạn sẽ lấy ở đây ra hết. Thì
Nếu thiếu bảng nào thì các bạn sẽ lấy ở bảng đấy. Ngoài ra để các bảng này bạn đã có thể đóng được các bạn nhé. Di chuyển được. Đó. Đóng nó. Các thanh toolbox thế ta có thể di chuyển được. Đấy, ta kích vào cái hình răng cưa để di chuyển này. Kích vào hình màu đen để chuyển nó sang hình thành một cái kiểu khác, thành một kiểu sắp xếp khác. Kích tiếp một cái, kích đúp ra nó ra một kiểu sắp xếp khác. Kích đúp cái nó ra kiểu sắp xếp khác. Di vào cái mũi răng cưa này và ta có thể dịch đi đâu đấy. Ngoài ra ta có thể đóng nó. Nên nếu mà các bạn mà gặp những trường hợp mà đóng mà không biết lấy lại như nào thì các bạn có thể vào Windows các bạn nhé. Vào chọn cái workspace và bạn reset assistant, nó lại hiện ra như cũ các bạn nhé. Đấy, đấy là những cái thao tác cơ bản mà các bạn có thể tìm hiểu khi mà mới bắt đầu học về Photoshop. Đấy là những cái chức năng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số các công cụ mà chúng ta thường để thi thao tác với ảnh. Chúng ta những bài đầu chúng ta chỉ học thôi, học những cách mà làm quen với cách các thao tác với ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số công cụ mà chúng ta thường hay thao tác với ảnh nhé. Thì các bạn biết là các công cụ thì nó rất nhiều, tuy nhiên chúng ta tìm một số công cụ mà chúng ta thường sử dụng. Ví dụ phóng to, thu nhỏ, rồi hand tool để chỉnh sửa, rồi là dê những cái bức ảnh đi đến cái vị trí phù hợp mà chúng ta cần. Thì đây là cái nhóm công cụ mà chúng ta hay dùng, thì tôi sẽ giới thiệu ngay ở trong những cái bài đầu các bạn nhé. Để phóng to bức ảnh thì bạn coi vào zoom này, kích vào. Sau đó nó có phím cộng đây, bạn muốn phóng to ở cái khu vực nào thì bạn kích vào khu đấy. Ví dụ tôi muốn phóng to ở phần đôi, cái mắt của cô bé này thì tôi sẽ kích vào. Và nó sẽ to lên ở cái phần mắt này. Đấy các bạn nhé. Trừ thì ta kích vào đây. Ở bên này thanh. Lúc ấy cái thanh thuộc tính này nó sẽ ăn theo cái công cụ zoom này. Ví dụ trừ tôi sẽ kích vào đây. Và tôi trừ nó xuống. Ngoài ra đây nó có các chỉ số zoom 100%, fit green và fit. Đấy, các bạn sẽ tự tìm hiểu. Nó không khó gì cả. Các bạn chỉ tìm trên thuộc tính thôi. Tuy nhiên là bởi vì nó cũng không sử dụng nhiều năm ra, tôi cũng không hướng dẫn các bạn. Bởi vì cái kiến thức của Photoshop nó rất là nhiều. Cho nên là chúng ta sẽ lọc những cái nào mà chúng ta thường dùng người ta làm, ta nghiên cứu thôi. Đấy, cộng thì các bạn kích vào đây, cộng lên. Đấy, trừ thì các bạn kích vào đây, trừ. Đấy, thì sau khi phóng to thu nhỏ rồi. Ví dụ phóng to thu nhỏ thì tôi muốn tìm, vẫn để cái chế độ to này mà muốn tìm những cái phía, ví dụ cái môi của cô bé này chẳng hạn ấy. Thì tôi vào công cụ hand tool, các bạn nhấn kích vào hand đây. Và tôi kéo xuống, đây mũi đây, cái môi đây. Đấy, tôi lại dùng cái công cụ edit, tôi thu nhỏ lại ở phần cái môi. Đấy thì các bạn, đấy là công cụ mà chúng ta thử dùng sử dụng. Tuy nhiên là nếu mà sử dụng cách này thì nó rất là hạn chế, mà các bạn cứ chọn lựa công cụ này, mỗi khi các bạn làm các việc khác bạn lại phải chọn lựa công cụ khác, thì tất cả chế độ phóng to thu nhỏ và hand tool người ta sẽ dùng phím tắt hết các bạn nhé. Cái này là các bạn phải học mà phải nhớ, bởi vì đã làm Photoshop mà không sử dụng những cái này thì khi các bạn làm rồi các bạn sẽ thấy nó mắc cực kỳ nhiều. Thì để phóng to thì các bạn nhớ cái tổ hợp phím. Bây giờ tôi sẽ nói về cái cách mà chúng ta thường dùng. Để phóng to thì chúng ta dùng phổ phím là Ctrl cộng các bạn nhé. Gõ Ctrl cộng là các phóng to lên. Nhỏ thì Ctrl trừ các bạn nhé. Ctrl và giữ Ctrl và đánh phím trừ. Phóng to Ctrl rồi đánh phím cộng. Ví dụ ta đánh Ctrl đánh phím cộng này rồi mà ta sử dụng cái phím hand, ta dịch nó đi đâu mất. Nó mất rồi, không biết tìm thế ở đâu chẳng hạn đấy, thì ta dùng chữ Ctrl O nhé. Cái Ctrl 0, Ctrl 0 với Ctrl O. Ctrl 0 này nó để cái chế độ hình ảnh fit với màn hình và nó cũng tự động hiện trở về màn hình. Tôi đánh Ctrl 0 đấy, cái cỡ của nó sẽ về đúng kích thước ban đầu. Đó. Dù các bạn có zoom lớn hay zoom nhỏ và dịch chuyển đi đâu. Đó. Ví dụ tôi dịch chuyển đi mất thì ấn Ctrl 0 là nó sẽ về cái cỡ ban đầu các bạn nhé. Đấy, Ctrl cộng phóng to, Ctrl trừ thì nhỏ và Ctrl số cộng với cả số 0 thì nó sẽ về. Ngoài ra cái phím hand này các bạn có thể sử dụng bằng cái phím backspace nhé. Các bạn giữ backspace nó sẽ tự chuyển sang hand và ta sẽ dịch chuyển. Đấy, tôi Ctrl trừ lại các bạn, Ctrl 0 lại các bạn nhé. Đấy, ví dụ đấy, tôi giữ backspace và ta dịch Ctrl cộng lên. Giữ backspace và ta dịch được các bạn nhé. Dịch đến các vị trí nào mà ta cần. Tại sao cần ta phải làm như thế? Bởi vì trong quá trình thực tế chúng ta sử dụng rất nhiều công cụ mà chúng ta mỗi lần phóng to thu nhỏ ta lại chỉnh sang cái toolbar này, xong lại quay trở về công cụ thì nó rất khó. Tôi sẽ làm một các bạn một ví dụ để cắt cái hình con cá này các bạn nhé. Thì sao chép cái hình con cá này chẳng hạn đấy, thì tôi ấn Ctrl 0 lại cho nó hiện lại rồi. Tôi cho cái dẫn Ctrl 0 được hiện lại. Thì nếu mà tôi cắt như này tôi thấy quá nhỏ mà tôi phóng to thì tôi cứ kích vào cái này phóng to ra thì rất là dở. Thì vì vậy là tôi sẽ chọn cái công cụ tôi cắt hình con cá này. Ví dụ như này. Đấy.
Bây giờ tôi muốn phóng to mà tôi lại quay lại cái phím hát này, này. Hát bay bay này thì rất là dở các bạn nhé. Tôi Ctrl Z lại để escape này, Ctrl này. Thì các bạn thì tôi sẽ sử dụng cái phím nóng của nó thôi. Phím nóng bằng cách là như nào? Tôi ấn Ctrl cộng. Đấy. Sau đó tôi sẽ sử dụng cắt. Các bạn càng phóng to thì cái nét cắt của bạn nó lúc mà di chuyển các nét cắt nó càng dễ các bạn nhé. Cắt nét để chọn hình. Sau đó tôi dùng phím hát. Đấy, để tôi dịch về. Đấy, để tôi tiếp tục cắt. Đấy, các bạn thấy nó tiện không? Tôi Ctrl trừ lại, không cần to quá. Rồi sử dụng phím hát để tôi cắt. Nghĩa là nó rớt cho tôi một cái công đoạn là chúng tôi là chúng ta cần phải quay trở về cái lưới công cụ kia. Đấy, tôi bắt đầu di lại cái hình. Tiếp tục giữ phím hát để kéo. Đấy. À, giữ phím backplay để kéo để chuyển cho nó về hình của mình mong muốn. Lại tiếp tục. Đấy. Tôi sẽ cắt ẩu thôi các bạn nhé. À, tôi sẽ chọn lựa ẩu thôi. Sau này các vào các bài về hướng dẫn chọn lựa, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Còn cái này tôi chỉ làm tạm này thôi, chứ không làm chính xác. Làm chính xác nó sẽ rất mất thời gian các bạn nhé. Rồi các bạn nhé, như vậy là tôi đã chọn xong hình con cá và tôi Ctrl trừ lại cho nó vừa tầm. Sau đó tôi Ctrl C và Ctrl V để ấn bản thêm một con nữa. Và tôi sẽ dùng công cụ này tôi tách ra. Đấy, các bạn nhìn nhé. Tôi chỉ Ctrl V thêm một con nữa và tôi lại tách nó ra. Đấy, đấy thì... Đấy, ví dụ như này. Đấy. Thì các bạn đã thấy là nếu mà chúng ta mà sử dụng cái phím nóng của cái phóng to thu nhỏ cũng như cái phím nóng của các công cụ hand tool thì khi kết hợp với các công cụ khác thì nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì chúng ta cái công cụ này nó chỉ là công cụ để zoom cho chúng ta nhìn thôi và thuận tiện cho chúng ta thao tác thôi, và nó sẽ dùng rất nhiều trong quá trình chúng ta sử dụng với các công cụ khác các bạn nhé. Đấy thì đấy nó là cái chức năng của cái zoom. Thì các bạn nhớ là Ctrl cộng phóng này, Ctrl trừ là thu nhỏ, Ctrl không là đưa về hạn tiêu chuẩn, và giữ phím backplay là phím cách đấy các bạn nhé, thì nó chuyển sang cái hát ví dụ thế, là các bạn có thể dịch chuyển được các bạn nhé. Rồi ok, Ctrl trừ, Ctrl không về rồi. Trước khi kết thúc bài học thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một vài cái chức năng nữa, đó là cái chức năng của cái chế độ làm việc với các màn hình nhé. Các chế độ làm việc các màn hình riêng biệt, ví dụ Standard, Team Mode này, nó có phím tắt là F nhé các bạn nhé. Nó lần lượt đây nó có 3 cái chế độ này, bạn có thể kích vào đây để chọn các chế độ. Full Screen này, Mode with Menu Bar, nghĩa là chế độ mà các bạn sẽ phóng to ảnh tối đa và chỉ giữ lại Menu Bar và Full Screen Mode. Tất cả các này đều có phím S, bạn cứ nhấp F, chữ F liên tục thì nó sẽ chuyển sang các chế độ khác nhau. Ví dụ ở đây tôi để kích chế độ này. À, các bạn nhé, nhìn các bạn nhìn này, F này, tôi sẽ đánh F1 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nghĩa là lúc này, ví dụ Ctrl cộng là cái phóng to toàn màn hình này. Như này thì các bạn bắt buộc các bạn phải thuộc phím tắt nhé các bạn nhé. Các bạn phải thuộc phím tắt. Các bạn phải thuộc phím tắt thì các bạn mới làm việc được. Zoom này, giữ backplay, phóng này. Đấy, phóng nó mất đi đâu, Ctrl 0 này. Đấy, thì các bạn phải chụp phím tắt này. Bình thường các bạn có thể ấn Escape nó cũng về. Thì cái phím F chính là cái chế độ mà làm việc, chọn chế độ làm việc màn hình này cũng là rất là quan trọng các bạn nhé. Bạn ấn F một lần này, rồi F hai lần này, đấy. Nó sẽ hiện thu nhỏ ra, và đến cái F lần thứ ba là full screen này thì các bạn mà đã làm lâu rồi mà sử dụng phím tắt tốt thì sử dụng cái này thì rất là tiện lợi, nhất là bạn nào mắt kém hoặc là cái màn hình nó bé quá. Rồi đấy là cái chế độ F các bạn nhé. Ngoài ra bạn có thể sử dụng tab bạn nhé. Đấy, tab 1 này, tab 2, đấy, tab 1, tab 2 nó cũng có thể sinh ra các màn hình, nó thu nhỏ những cái này lại các bạn nhé. Đấy, để cho các bạn ra, tôi ấn một lần tab này. Đấy, đó là hai cái phím tab, phím F các bạn nhé. Ngoài ra nó ở đây nó có thể, nó có nhiều file thì bạn chọn file nào thì vào đây. Ví dụ tôi chọn ở đây tôi new một cái file mới chẳng hạn đấy. Ok không? Rồi, các bạn ví dụ đây. Create. Đây thì ở đây nó hiện một cái file mới. Để lấy được một cái hình này sang hình một cái layer ở bên này, bài chúng ta chưa học layer mà, vì đây là bài đầu chúng ta chưa học layer. Tuy nhiên bài sau sẽ chúng ta sẽ học layer thì ta hiểu. Thì mỗi cái đối tượng này nó sẽ là một lớp đấy các nhé. Thì bạn có thể di chuột kích mà chỉnh chọn vào cái này,
kéo ra đây, thả ra. Đấy, thì nó cũng sao chép được. Đấy các bạn nhé, Ctrl T để thu nhỏ lại. Đấy, các bạn có thể sao chép được. Để đây thôi, cái vây tôi cắt ẩu quá. Rồi. Đấy. Ok. Rồi. Rồi, quên mất Ctrl T là Escape. Ctrl T phải Enter thì nó mới thu ạ. Ctrl T này. Đó. Thu nhỏ này. Xoay nó một tí này. Rồi Enter. Đấy thì nó sẽ ra. Thì các bạn làm việc với file nào, có thể ở đây có rất nhiều file, làm file nào thì bạn kích vào file đấy nhé. Sao chép thì kéo thả. Chế độ hiển thị thì ấn F hoặc là ấn Tab các bạn nhé. Phóng to thu nhỏ là Ctrl cộng, Ctrl trừ. Dịch chuyển thì dùng phía bằng các công cụ hand thì dùng Backspace. Đấy thì là tôi giới thiệu cho các bạn qua về cái làm quen với giao diện cũng như là làm quen với cách thức làm việc của Photoshop. Thì đây là bài đầu tiên thì tôi hướng dẫn thế. Bài sau chúng ta sẽ tiếp tục học về bảng layer nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của tôi. Các bạn xem kênh của tôi nếu thấy hữu ích, rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh để cho có nhiều người theo dõi thì kênh sẽ ngày một phát triển. Bên cạnh đó các bạn hãy ấn vào nút biểu tượng hình cái chuông để khi mà có những video mới được tôi update lên các bạn có thể theo dõi được ngay. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.